tầm nhìn. Đấy, đi ngắm xe. Để mình qua bên kia xem thêm. Alo anh. Ôi. Hai em này, tham quan showroom. Ôi là trời. Lại lấy mua rồi, lại lấy tặng chồng rồi. Thôi bây giờ bóc luôn nha. Ui là trời. Break cao hả? Đó là lạ quá. Hay quá. Đâu? Sướng không? Sướng không? Sướng. Đây là món quà mình tặng chồng mình sau khi đạt 30 chứng vàng SEA Games ngày hôm qua. Chúc mừng chị nhá. Thôi bây giờ vở xuống cho chồng tận hưởng sự sung sướng. Thực ra là mình chỉ biết là chồng mình cứ nói break cao. Mình hay trêu chồng mình là thi đấu mà không cẩn thận là mình cho knock out. Knock out. Knock out. Thế nên là may quá, hôm qua chồng mình lượm được 3 cái vàng, cho nên hôm nay mình cũng phải ra hạc lây lượm ngay cho chồng mình mới xem break out. Rồi. Chồng mà đi một mình thì chắc chồng đeo em này đi. Còn chồng đi hai mình thì chồng nghĩ đến vợ, chồng sẽ lấy em này. Đi hai mình, đi hai mình. À, sẽ luôn luôn đi hai mình. Không ngờ đấy, tại vì lúc đầu khi mà Hiển bước ra, gọi là đi từ khách sạn ra thì Hiển nói thôi chắc anh mặc đơn giản, mặc lúc đó là Hiển đang mặc quần sọt, cái áo thun. Xong bà xã nói anh đi đâu mà anh phèn dữ vậy, mặc cái quần dài vô cho em đi. Ok. Chứ bình thường mình nhớ là mình mặc cái gì này đâu có ke đâu. Ok xong rồi đi ra. Xong gần đến cái chỗ nhà thi đấu, mình có nhắn tin với anh Quang là à anh ơi em hẹn ở quán cà phê gần nhà thi đấu nha, để anh em ngồi cà phê cà pháo đồ. Xong thì nói anh Quang hẹn em ra chỗ chai ôm với Hạc Lây. Nghi rồi, trời ơi nghi rồi. Không ngờ. Thôi nói chung là rất là vui. Và không biết nói hơn, nhưng mà thấy là từ đầu clip tới giờ Hiển hơi đơ một tí. Không kịp phản ứng mọi người, chứ không phải là không vui nha. Không kịp phản ứng nữa. Ok, cho anh thử cái nào. Mọi thấy mặt nó này là đẹp đúng không ạ? Trông rất là ngầu. Ok. Ok, anh lấy cái này nha. Nói chung là đang em về mình chơi cặp bộ Vanha vô nữa. Chơi cặp bộ ra mày ở nha. Đó kìa. Thích em thế này à? Trời ơi, bây giờ nhịn vợ. Bây giờ nhịn vợ. Chuyển về G63 đi.
Đúng rồi, G63 là cửa đầu chị ấy. Thằng gì phải mua cho vợ chứ. Tương lai mình sẽ không G63 gì. Vậy như vậy là mình đã hoàn thành xong buổi nhận xe. Thật sự rất là bất ngờ. Cũng cảm ơn. Hoàn thành xong cái gì ra? Cảm ơn VT Phát Lây, anh Đạt đã hướng dẫn sử dụng mình chiếc xe này. Và mọi người muốn xem kỹ hơn về cách sử dụng chiếc xe này thì mọi người xem lại cái clip trước video nhà bao Việt. Là Hiển và Thi cũng đã mua một chiếc Fastbox để tặng cho em rể của Hiển là Bảo. Và từ hôm qua tới giờ thì Hiển đã nhận rất là nhiều những bó hoa rồi. Nhưng đây cũng một bó hoa đến từ hãng Thật Lây. Nhưng mà thật sự là đối với Hiển thì bó hoa đẹp nhất ta chính là nóc nhà của mình. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến vợ nha. Vợ làm anh bất ngờ quá. Chắc là tiếp theo thì một tí tiếp theo sẽ gửi số 3 nhờ. Đúng không? Một tí. Vợ đã tặng liên hoàn xe, người ta gọi là liên hoàn cước á. Coi như là bây giờ chồng mình có liên hoàn xe rồi. Tính ra là nóc nhà đã tặng Hiển 4 chiếc xe rồi mọi người ạ. Một chiếc Triumph này, một cặp Vespa này và một chiếc Thạch Lây. Wow. Sướng sướng quá. Sướng sướng quá. Bây giờ là... mình sẽ chờ một món quà thật đậm chất Phan Hiển tặng cho Thi. Bí mật, món quà nó sẽ xuất hiện bí mật rồi. Sao phải bằng nhiều lần các xe cộng lại. Chết tôi rồi, ok, sẵn sàng luôn. Người ta bảo em không đòi quà nhưng đây em có đòi quà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin chào. Đi,